Liên quan vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ làm 5 người chết và 3 người bị thương trên quốc lộ 20, hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Dương, sinh năm 1991, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi về tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Kết quả việc điều tra xác định ngày 30 tháng 9 năm 2023, Lê Dương đã ký lệnh vận chuyển thể hiện việc điều động Hoàng Văn Tính điều khiển xe ô tô biển số 50F00483 thực hiện hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Lạt, trong khi Tính đã bị công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe từ ngày 5 tháng 8 năm 2023. Khi đến đoạn đường nói trên, xe do Tính điều khiển đã gây tai nạn, hậu quả làm 5 người chết, 3 người bị thương. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.